Tối ngày 4 tháng 6, trên mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại vụ việc xảy ra với một cặp đôi khi đang cố gắng vượt rào chắn đường ray tàu hỏa. Cô gái trong clip này đã suýt bay đầu vì hành động của bạn trai. Theo đó, mặc cho tiếng còi báo động đã vang lên, nhân viên đường sắt đã kéo rào chắn. Nhưng bất chấp nguy hiểm, nhiều ô tô xe máy vẫn cố tình vượt qua. Đỉnh điểm là anh chàng đi xe máy chở theo bạn gái đã cố vượt qua khi mà thanh barrier đã hạ xuống khá thấp. Do là người chủ động vượt nên anh ta cúi xuống để tránh, nhưng cô gái phía sau thì lãnh trọn thanh barrier phang ngay đầu. Cú đạp khá mạnh của thanh chắn khiến cô gái ngã ngửa ra phía sau, bay cả mũ bảo hiểm ra ngoài. Ngay lập tức, cô gái liền đập cho bạn trai mấy cái rồi xuống xe bỏ đi, không thèm ngoảnh đầu lại. Hiện tại, clip sau khi được đăng tải khiến dư luận vô cùng bức xúc trước hành động liều lĩnh của nam thanh niên. Nhiều người cho rằng sau sự cố đau đớn và đầy nguy hiểm này thì chắc chắn cô gái sẽ chia tay bạn trai của mình luôn. Và khi lưu thông ngang qua khu vực đường ray thì mọi người hãy nhớ theo dõi tín hiệu còi báo, tuyệt đối không cố ý đi ẩu như thế để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc nhé. Theo phản ánh của bà Trịnh Thị Hòa, trú tại số 33 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa cho biết, từ sau khi người dân lên tiếng phản ánh những việc cấp sổ đỏ và cấp phép xây dựng tại số nhà 27A Đê La Thành thì liên tục có những người lạ mặt đến đe dọa, uy hiếp tinh thần các hộ dân. Trong đơn gửi các cơ quan chức năng, bà Hòa nêu rõ gia đình bà bị ném chất bẩn vào các ngày 27 tháng 3 và 22 tháng 5 năm 2019. Ngoài ra còn có hai hộ dân khác là gia đình chị Nguyễn Thị Đông, trú tại 32 Đê La Thành và gia đình ông Lã Ngọc Loan, trú tại số 36 Đê La Thành cũng bị ném chất bẩn. Trực tiếp ông Lê Hữu Hùng đã dùng gậy sắt đánh thúc vào bụng tôi gây thương tích, đơn của bà Hòa nêu. Cũng theo bà Hòa, gia đình đã trình báo sự việc tới cơ quan chức năng là công an phường Ô Chợ Dừa nhưng tới nay vẫn không được giải quyết. Sự việc căng thẳng kéo dài đang ảnh hưởng lớn tới an toàn và tâm lý của nhiều hộ dân đang có tranh chấp với gia đình ông Hùng. Liên quan đến sự việc này, ngày 30 tháng 5, lãnh đạo công an phường Ô Chợ Dừa xác nhận có xảy ra sự việc trên khi người dân có đơn tố giác, trong đó có việc có đối tượng ném chất bẩn vào nhà dân. Tuy nhiên, lãnh đạo công an phường này cho hay đến nay vẫn chưa xác định được đối tượng nào gây ra, hiện vẫn đang tiếp tục xác minh. Được biết, tối ngày 31 tháng 5 vừa qua, công an phường Ô Chợ Dừa đã tổ chức cuộc họp giải quyết những bất đồng của gia đình ông Lê Hữu Hùng tại địa chỉ 27A Đê La Thành và 12 hộ dân liền kề về việc xây dựng đè lên hệ thống cấp thoát nước. Tuy nhiên, khi chuẩn bị họp hòa giải, bố con ông Hùng đã gây mất trật tự an ninh tại hội trường của công an phường, mà sát các hộ dân có mặt tại hội trường. Sau đó, bố con ông Hùng lại xuống phòng trực ban làm ầm ĩ gây gổ, chỉ bới các hộ có tranh chấp. Nêu ý kiến tại cuộc họp này, các hộ dân đề nghị chính quyền can thiệp để tránh tình trạng xảy ra gây thương tích và đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Mới đây, một đoạn clip ghi lại hình ảnh một chiếc xe tải bất ngờ lùi lại phía sau, suýt gây tai nạn được chia sẻ lên mạng xã hội, khiến cho nhiều người thót tim. Do thiếu chú ý quan sát, chiếc xe tải bất ngờ lùi lại phía sau, cuốn luôn một chiếc xe máy đang chạy phía sau vào gầm. Rất may, người phụ nữ điều khiển xe máy kịp thời nhào ra khỏi xe. Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, người phụ nữ đang dừng xe ngay sát đuôi xe tải để chờ di chuyển. Tuy nhiên, do khuất tầm nhìn, tài xế xe tải bất ngờ lùi lại. Phát hiện sự việc, người phụ nữ điều khiển xe máy nhanh chóng hô hoán, nhào ra khỏi xe nên may mắn thoát nạn. Ngay sau vụ va chạm, chiếc xe máy bị mắc kẹt phía sau đuôi xe tải rồi kéo lê một đoạn. Sau đó, tài xế cũng xuống xe kiểm tra tình hình, đồng thời cùng một số người dân tìm cách lôi xe máy ra ngoài. Đoạn clip sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Xem đoạn clip thôi cũng đã thấy quá sợ hãi đúng không? Tài xế xe tải bất cẩn như vậy dễ gây nguy hiểm. Đây cũng là lời cảnh báo cho mọi người khi dừng gần xe tải. Mong mọi người sẽ chú ý hơn khi tham gia phương tiện giao thông để không có vụ việc thương tâm đáng tiếc xảy ra. Lại thêm một vụ việc liên quan đến đường ray tàu hỏa, cũng vẫn phóng xe với tốc độ cao, nam thanh niên đã tông gãy đôi barrier chắn tàu ở thành phố Biên Hòa và bị mắc kẹt cùng xe máy. Khi nhân viên đường sắt vừa kéo barrier chắn tàu thì nam thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao phi thẳng vào rào. Cú đâm mạnh khiến barrier gãy đôi, còn anh ta thì bị mắc kẹt ở xe máy. Ba nhân viên gác tàu cùng người đi đường vội đến kéo nam thanh niên và barrier ra khu vực an toàn. Vụ tai nạn xảy ra vào đêm 3 tháng 6 tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Trước đó vào tháng 2 năm 2018, tại đây cũng đã xảy ra vụ tai nạn tương tự. Một người đàn ông chạy xe máy đã tông vào barrier khi nhân viên đường sắt đang kéo rào chắn chờ tàu qua. Cú tông mạnh khiến cả người và xe lộn vòng trên không rồi văng xuống đất, nằm ngay giữa ray tàu. Người đi đường vội chạy đến giúp nạn nhân, kéo xe máy và barrier bị đổ ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhiều người cho rằng đây là bài học cho các thanh niên. Vì chạy xe thì cần phải làm chủ tốc độ và chú ý quan sát ở các điểm giao nhau. Bên cạnh đó thì một số ý kiến đề nghị là sơn lại hàng rào bằng sơn phản quang cho người tham gia giao thông có thể nhìn thấy rõ từ xa để tránh những tai nạn ngoài ý muốn. Mọi người khi tham gia giao thông thì hãy nhớ là phải cẩn thận hết mức để đảm bảo an toàn tính mạng cho mình nhé. Những ngày qua, dư luận xôn xao trước vụ việc một nam thanh niên lắp camera quay lén trong phòng vệ sinh nữ tại quán cà phê, bị nữ chủ quán bắt quả tang, quay clip làm chứng rồi tát thẳng vào mặt.
Chị Trần Thu Phương, chủ quán cà phê DJ XT cho biết, chị bắt quả tang nam thanh niên biến thái này vào tối ngày 3 tháng 6. Trước đó, nam thanh niên này từng tới quán cà phê rồi cậy cửa nhà vệ sinh nữ, hắn mang theo tu vít và kìm. Tối hôm trước, hắn ta đến quán, nhưng bây giờ mình không có ở đó. Bạn quản lý nói lúc 19 giờ hơn, có thanh niên ngồi nạy nạy cửa nhà vệ sinh nữ, nhưng tưởng là mình kêu người sửa toilet. Nghi ngờ, mình kiểm tra camera hành lang, thấy thanh niên này đi qua đi lại các nhà vệ sinh nữ rất nhiều lần, có cầm theo tu vít và kềm, chị Phương kể lại. Hôm sau, thanh niên này đến quán để giở trò. Do chị Phương đã cảnh giác nhớ mặt nên tiến hành theo dõi qua camera và thấy hắn có những hành vi tương tự. Chị cùng các nhân viên quán ập vào bắt quả tang. Chị cho hay, tên này gắn thiết bị quay lén ở lỗ khoan xuyên qua trên mặt cánh cửa. Sau khi bắt quả tang hành vi biến thái, chị Phương đã đưa nam thanh niên đến công an phường 2 quận 10 để trình báo. Tuy nhiên do còn lo lắng, chị Phương kiểm tra lại các phòng vệ sinh một lần nữa thì hoảng hồn phát hiện vẫn còn một thiết bị quay hình được lắp đặt trong chiếc đèn trên trần. Sau khi tháo gỡ và tìm hiểu về thiết bị lạ, chị biết được đây là một loại camera giấu kín có thể kết nối với điện thoại thông qua ứng dụng để truyền trực tiếp hình ảnh về. Thời lượng pin thiết bị có thể kéo dài từ 4 đến 10 tiếng đồng hồ. Hơn nữa, có một thẻ nhớ nằm trong thiết bị này còn ghi rõ ngày mua là ngày 3 tháng 6 năm 2019, tức là hôm chị Phương bắt quả tang. Kiểm tra thẻ nhớ, chị Phương lại tiếp tục hoảng hốt với đoạn video dài hàng giờ đồng hồ, bắt đầu từ lúc thanh niên chỉnh sửa góc quay camera cho đến lúc nhân viên quán và hàng loạt khách hàng nữ vào phòng vệ sinh. Liên quan đến sự việc, đại diện công an quận 10 cho biết một số đoạn clip quay lén gây ảnh hưởng đời sống riêng tư của nhân viên quán đã bị chủ quán xóa. Những hình ảnh clip còn lại trong máy mờ nên không nhìn rõ khi đối chất để làm rõ vụ việc. Do chủ quán không yêu cầu gì thêm nên công an quận chỉ lập hồ sơ cảm hóa và giáo dục thanh niên này. Mới đây, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Cụ thể, vào ngày 5 tháng 6, một cậu bé 7 tuổi bất ngờ biến mất khỏi nhà. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm nhưng không thấy tung tích của cậu, gia đình đã báo cảnh sát. Nhận được tin báo, cảnh sát địa phương đã có mặt tại hiện trường và kiểm tra camera an ninh nhưng sự việc không may đã xảy ra. Theo những hình ảnh trên camera an ninh ghi lại sự việc cho thấy, cậu bé này chơi lảng vảng quanh khu vực đỗ xe trước sảnh tòa nhà chung cư. Sau đó, cậu tiến lại gần chiếc xe ô tô 4 chỗ màu trắng, cố gắng mở cửa xe nhưng không thành. Rồi cậu bé đi ra phía sau mở cốp xe, chui vào và tự đóng cốp xe lại. Dưới cái nắng 37 độ C, cậu bé đã bị ngạt, rơi vào tình trạng nguy kịch, ngừng thở và tử vong. Theo các chuyên gia ô tô, nếu đỗ ô tô dưới trời nắng, nhiệt độ trong xe có thể lên tới hơn 70 độ C. Khi trẻ bị nhốt trong ô tô trong vài giờ mà không bật điều hòa, trẻ dễ suy kiệt, thậm chí tử vong. Mới đây trên mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn video tai nạn khiến nhiều người phải chú ý. Đoạn video này do camera hành trình của một chiếc ô tô quay lại khiến cư dân mạng lắc đầu ngán ngẩm và gọi đây là hành động điếc không sợ súng hay là châu chấu đá voi trên đường Mai Chí Thọ thuộc địa phận quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Qua đoạn video có thể thấy một chiếc ô tô mang thương hiệu Hyundai Grand i10 liên tục lấn sang làn đường bên phải để chèn đầu chiếc xe khách của nhà xe Kim Mạnh Hùng đang lưu thông cùng chiều. Cuối cùng, giữa chiếc xe khách và Hyundai Grand i10 đã xảy ra va chạm. Hậu quả là chiếc xe Hyundai đã xoay ngang đường và bị chiếc xe khách đâm thêm một lần nữa. Sau vụ tai nạn, một người đàn ông ngồi trên hàng ghế sau của chiếc Hyundai đã bước ra ngoài và dùng dép ném vào cửa xe khách. Một người phụ nữ cũng bước ra từ chiếc xe Hyundai đã cố gắng ngăn người đàn ông này lại. Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn hùng hổ chạy đến và dùng dép đập vào cửa xe khách để gây sự với tài xế ngồi bên trong. Hiện chưa rõ giữa hai bên đã giải quyết sự việc này như thế nào. Cũng không rõ vì sao tài xế điều khiển chiếc xe Hyundai lại muốn chèn đầu xe khách như trong đoạn video. Cũng có thể giữa tài xế xe khách và người lái chiếc xe này đã có xích mích từ trước đó. Bên cạnh nhiều tranh cãi, rõ ràng hành động vượt ẩu của người lái chiếc Hyundai Grand i10 đã nhận được không ít gạch đá từ phía cư dân mạng. Hiện sự việc vẫn còn là một dấu chấm hỏi và chưa có câu trả lời. Gần đây, đoạn clip ghi lại sự việc về một tai nạn xe ở Trung Quốc đã khiến cho cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội. Một phía thì cho rằng người đàn ông trong clip này đã sai khi quay đầu xe xém va vào cô gái. Phía còn lại thì cho rằng hành động trả đũa bằng cách tông vào chiếc ô tô của cô gái là sai hoàn toàn. Đoạn clip cho thấy người đàn ông ngồi trong xe đã quay đầu một cách vô ý nên xém va vào người phụ nữ đang đi bộ mà không có một câu xin lỗi. Ngay lập tức, cô gái đã quay trở lại chiếc xe của mình, lái ô tô và đạp ga đâm thẳng vào phía sau chiếc ô tô của người đàn ông đang đậu tại một con hẻm gần đó. Điều đáng tranh cãi ở đây là cùng lúc xảy ra va chạm giữa hai ô tô thì có một cậu bé đang đi xe đạp qua con hẻm với khoảng cách khá gần hai chiếc ô tô kia. Phía dưới bình luận có khá nhiều ý kiến bênh vực cô gái trong clip.
Ai bảo chiếc ô tô kia không chịu quan sát khi di chuyển, xem chút nữa thì đụng phải người khác rồi. Các ý kiến khác thì lại không đồng tình với cách ứng xử của cô gái. Có lẽ cô đã quá nóng tính nên mới hành xử như vậy. Thế nhưng, việc này chỉ chút được bực tức nhất thời thôi, sau đó là cả một khoản tiền lớn để sửa chữa cho cả hai chiếc xe, hơn nữa còn gây nguy hiểm cho người ngồi trong xe và cả những người xung quanh nữa. Nói chung thì ai đúng ai sai vẫn còn gây tranh cãi, tuy nhiên tham gia giao thông công cộng thì hãy nâng cao ý thức hơn một chút nữa nha các bạn ơi. Nên nhớ rằng chỉ một hành động thiếu ý thức nhỏ khi tham gia giao thông thôi, không những ảnh hưởng đến bạn mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh nữa đó. Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc ô tô quay đầu nhưng không may lao thẳng xuống hồ nước, khiến người xem đã có một trận cười ra trò. Tuy nhiên, đằng sau đó lại là một bài học đáng để chúng ta ngẫm lại. Đoạn clip kéo dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một chiếc ô tô đang cố gắng quay đầu tại một ngã ba bên cạnh hồ nước, nhưng không may chiếc ô tô kia đã lao thẳng xuống hồ. Sau một hồi loay hoay, người tài xế đã trèo lên được nóc xe để kêu cứu, nhưng mà rất tiếc lúc này xung quanh đó không một ai đến giúp đỡ anh. Cuối cùng, chiếc xe xấu số kia đã bị bỏ lại dưới hồ nước, còn người tài xế thì một mình bơi vào bờ. Nhiều ý kiến cho rằng, người tài xế ngồi trong xe chỉ mới biết lái nên đã nhầm chân thắng thành chân ga, để rồi chiếc xe xấu số này đã lao thẳng xuống hồ nước. Cũng có nhiều bình luận vui rằng, người tài xế này chỉ là đang muốn rửa chiếc xe của mình theo một cách mới mà thôi. Một số khác lại đặt ra câu hỏi, liệu rằng cách quay đầu xe của người tài xế này nếu ở một nơi đông đúc hơn hay đặc biệt là nơi nhiều trẻ em thì kết cục của nó sẽ đáng sợ như thế nào? Đoạn clip thì mới coi tưởng chừng như là khá hài hước nhưng thực chất lại vô cùng nguy hiểm. Đây cũng là một bài học cảnh tỉnh cho mọi người khi tham gia giao thông, phải quan sát và lái xe một cách cẩn thận, nhất là ở nơi công cộng.